Chào các bạn nhé. Đấy, đây là cái các cái mẫu máy phát bên mình đang phân phối đây, rất là nhiều hàng để phục vụ anh chị em và các bạn nhé. Đó, hàng khung thì bên mình về rất là nhiều luôn và máy cũng rất là nhiều luôn, lúc nào cũng sẵn hàng trong kho để phục vụ anh em. Giá thì từ 5 đến 8, 9 triệu tùy theo mẫu máy. Anh em các bạn có nhu cầu về máy nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên mình tư vấn kỹ hơn cho anh em về các cái dòng máy hàng dạng Denso, hàng Sinewa. Máy cực kỳ là chất luôn nhá. Đấy, rất là nhạy nổ luôn, anh em chỉ cần gại nhẹ cái là nổ luôn. Đó, thì anh em các bạn có nhu cầu về con nào thì có thể liên hệ này. Đó, máy móc thì nó chất máy chất miếc là tương đương như nhau. Đấy, rồi khung xương các thứ máy lô này rất là đều luôn. Anh em các bạn có nhu cầu về em nào thì có thể liên hệ trực tiếp để bên mình tư vấn cho các bạn về các cái mẫu máy phát của bên mình. Rất là đa dạng về mẫu mã và chủng loại luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu anh em một số cái hàng máy khung trần giật nổ bên mình để anh em nắm được. Rồi xin chào và lại các bạn ở video sau.